con nó ngày nó hôm nó làm mấy tiếng luôn. Con nào chị? Con nó khoảng 2 tiếng này. Dạ, bé nó làm hơi lâu luôn. Giờ phóng lại nhìn không đã. Kêu rất mà kêu ráng để hết không, để cháu ở nhà học bài đây. Tuần sau thi xong ở đây. Mà có đây nè, đây chở đi luôn đó. Mặt ổng được vừa rồi dưới má đài luôn, chữ trơn. Chỉ còn trên trán với mày. Chị bé xíu nè. Hồi nãy không cho ông đi đó là vì nghĩ chở không nổi. Chở hai thằng đi nổi xe. Xin đi. Lo có một bé đợi lấy nữa nha. Mà cái mặt nó không quay được nữa. Còn thằng nữa rồi đúng không? Không, không bé nữa. Còn thằng nữa là mày hả? Nói chung là đợi thì nhiều, nghe mấy người đợi luôn mà. Báo là bé có một bé chờ. Chờ chị xong là chị súng hay chị lấy? Như mắt của cô Lo cắt mấy lần mới thấy cái kiểu cắt mấy lần. Tự nhiên. Wow. Cắt mấy là bao lâu là thấy tự nhiên nhé? Ấy mà em là 2-3 ngày là đã bình thường rồi. Nhưng mà mấy người mà bình thường cắt mấy nhìn vô là cũng thấy. Em không ai biết cắt luôn. Không biết. Do mắt em sâu quá kìa. Tao hồi xuống cắt mấy 7 triệu đó. Vậy nó ấm luôn. Hả? Ừ. Thấy nó kêu là phải 2 tháng bình thường lại. Chỗ Lo là bao nhiêu tiền? Dạ bên em thì tùy chị. Ví dụ như chị cọc thì giá ưu đãi hơn. Cọc á. Tại vì bác sĩ của em là bác sĩ Hà Nội chứ không phải bác sĩ ở đây. Dạ đúng rồi. Nên là nó giá bác sĩ em cũng cao lắm. Nhưng mà nếu mà ví dụ đang ra mà mình kết hợp mình làm đồ nhiều á thì giá nó có sẽ khác á. Bên em thì bình thường là 5 triệu đó chị. Như cái chị hồi nãy là cắt mí trây mí dưới luôn. Ủa mí dưới bằng cắt hả? Cắt mí trây mí dưới luôn đó. Bả là cắt da trùng nữa. Làm bả cực lắm, làm của bả 2-3 tiếng đồng hồ luôn á. Làm hơn làm cái mũi luôn á. Làm cái mũi còn nhanh hơn chị. Chỉ có ai mà có nhu cầu làm thì giới thiệu qua bên em. Bên đây họ đi cắt mấy nhiều tại vì nó lớn tuổi xíu, sập cắt. Dạ. Sập cắt này nhẹ nhàng lắm chị. Mụn không đã đúng mà. Nhỏ xíu.
cái chữ nó lem hồ mốt à. Đi mua đồ tái à? Mua đồ tái mà em nhờ chợ đi luôn. Chú chà. Em thử ở bên Ngôn Sơn lặng. Lặng sáng sớm chở qua đó. Mà điện lo nó tiếng chửi rồi em. Cái bán ráng nó cơm. Nó cơm để sẵn về nhà. Chị ở gần đây mà đúng không? Tết nhất kia là cũng là anh em cô cậu gục với ông chồng sâu giờ một bộ đám nào mà trẻ em nói nó ở trên hoa cầm á. Chị kêu thằng cô mà mụn nhiều nhiều nó đi đi. Alo. Alo. Alo, xin hỏi với tổng đài. Ai gọi cho Loan hả? À, lộn số chị ạ. Chị trời. Tôi khổ ghê. Tự nhiên gọi tới ai nữa hả? Mẹ ơi. Dạ. Chở qua đây để em nặng. Hắn mà mặt hắn đã là tặng cho thuốc nữa. Còn mặt cũng bình thường thì nặng thôi chứ không tặng thuốc. Dạ. Cũng còn mà, nhưng mà một lần đã thấy đỡ nhiều rồi. Cái má hồng vừa rồi đen thui, thui lùi, chờ cái trơn đen rồi. Hết mụn đồ đen này nặng rồi. Cái mũi này mới biết.
Rồi bác Thuận có quán lại ngon sót rồi dám nữa nè. Ừ. Trưa con bán đi. Mặt hình như banh luôn á. Ủa con nó bằng bộ nhiễm luôn. Nhìn thì không thấy bộ. Như không, không mụn nhiều. Mà đi sớm, bỏ mụn cho em đi nằm mụn sớm rồi luôn. Cơ quan chạy là khách rụt lại nữa nè. Mọi chạy với đứa á. Bên mình là bên kiểm soát à, viện kiểm soát. Chị là làm bên cái chi vậy hả? Mày chị mấy cái nước mày bữa nay ly hôn nhiều lắm không chị? Không nhiều khi cũng về cũng lộ ra chị. Đúng là con nít chị. Bữa nay tụi nó răng răng thì cưới Dung Mì là sinh nhật á. Tụi trẻ tài cao đó. Ừ, đúng rồi, cái nơi thì nên ly hồng. Thì ly hồng được, chứ không á con mà giết mình không biết. Không thiệt cái chứ. Chị mấy cái nơi giải quyết ly hồng này cho rồi với mình cứu người đó. Vừa rồi mới thử bé nó sáng chạy nhà mạng ở. Cứu người đó, cứu người. Ông quậy đó, ông quậy đến mức mà họ đóng cửa đó, thắp hương lên ông đốt, rồi chùm hương đó kìa, bỏ hương đó, quơ. Họ quay lại. Lấy ly hôn gấp lại cho lại. Mà mấy cái dòng mà khó khó mà cái kiểu như mà bà điên á, ưa không được là không phá chị. Cho nên là phải để cho con đi đâu một thời gian dù có ly hôn nhưng mà vẫn phải đi đâu một thời gian chứ. Dù con gái đòi mà dù tay không ký đăng ký. Đơn phương ly hôn, cha ly hôn. Đơn phương ly hôn vẫn được hả chị? Nhưng mà lâu hơn đúng không? Càng cái quy nhá. Cũng lâu đâu. Quen mình nhờ không, mình hỏi thôi chứ em thì em tưởng là phải nói biết là bà con ai bạn bè à. Ví dụ ai cần chi là đâu chịu ký đâu. Nhiều thằng bỏ đi không gặp nữa vậy ra mời bọn mình thì mình đơn phương ly hôn thôi. Không, bữa nay cái quyền phụ nữ cao lắm. Thì mình không cảm thấy mình ấy, nhưng mà của rằng chị đơn phương ly hôn là tài sản là hơi cực đó. Tài sản đó thì họ chưa giải quyết. Họ không yêu cầu giải quyết tài sản, ví dụ có tài sản á. Còn có tài sản sau này chia tài sản vợ chồng trong quyền tự chia. Không, kiểu là tòa chia tiếp. Sau này thằng nó về á. Còn nếu mà vợ chồng mà đồng ký vô thì thỏa thuận được thì thỏa thuận. Thế còn